Hôm nay mẹ Dương sẽ làm món kem từ những trái cây này. Bây giờ mẹ Dương sẽ bắt đầu đi xay những cái trái cây này ra các bạn ạ. Sau đó mẹ Dương sẽ làm kem cho các bạn cùng coi nha. Ok. One eternity later. Mẹ Dương đã xay những cái trái cây hồi nãy ra thành như thế này đây. Cái này là vị kiwi nè, thanh long, dâu, nho và đây là dưa lưới. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ bắt đầu, mình sẽ chế vào khuôn ha. Ok. Rồi. Ruby thích ăn vị này nữa. À, Ruby thích ăn vị kem dâu á hả? Vâng. Bây giờ đầu tiên mình sẽ làm kem dâu trước đi ha. Trái dâu á nha, trái dâu mình xay ra các bạn ạ. Wow. Cái loại này mới đúng rồi con. Nho như đây. Ok. Ngày mai nó đông đá lại là Ruby ăn kem đã luôn. Mẹ Dương với Ruby vừa mới đổ hết các trái cây xay sẵn vào khuôn rồi. Bây giờ mẹ Dương với Ruby bắt đầu đậy nắp lại nha. Ấn xuống như vậy nha. Đó, ấn chặt xuống. Bây giờ mẹ Dương với Ruby sẽ bỏ vào tủ lạnh khoảng từ 6 đến 8 tiếng là chúng ta sẽ có những cây kem thơm ngon. Wow. Trước hết mẹ Dương sẽ nhúng cái này vô đây. Kem nó rã ra một chút xíu để mình rút ra cho nó dễ. Wow. Trời ơi. Em bé biết giúp mẹ luôn nè các bạn ơi. Bunny giỏi quá vậy. Wow. Ruby ăn vị gì con? Ăn vị dâu mẹ Dương ạ. Ok, mẹ Dương hãy lấy vị dâu cho Ruby nha. Wow. 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 Ruby ăn thử coi ngon không? Rồi bây giờ mẹ cho em bé ăn vị dưa lưới nè. Wow. Ồ trời ơi. Rồi ngồi xuống ghế ăn đi con, ngồi xuống ghế ăn. À, bây giờ mẹ Dương sẽ ăn vị nho. Ngon không Bunny? Yeah. À, đây là vị nho các bạn ạ. Dâu dâu. Mẹ Dương sẽ để cái này xuống đây. Ngon quá à. Sao mặt em Bunny nhanh quá vậy? Lạnh á, tại vì kem này lạnh lắm. Ờ, à, mới cho ra mà, để bố thử nha. Lạnh lắm. Cho bố miếng đi. Cho bố miếng thử đi ngon. Yeah. Mẹ Dương là kem nho nè. Ăn được không bố? Khá là chua cái vị dâu ạ. Còn hôm qua mẹ Dương làm cái vị nho này nó hơi ngọt nè. Không biết giờ nó ra đá nó có bớt ngọt đi không. Bớt ngọt rồi. Nó bớt ngọt một chút xíu. Nó có cái vị chát chát của cái vỏ nho các bạn ạ. Hơi ngọt xíu. Hơi ngọt xíu. Con mẹ thử của em bé ngon không? Em bé chắc vừa. Ngon đúng không? Ăn biết. Kem dưa lưới thơm lắm các bạn ạ. Của em bé là kem dưa lưới rất là thơm. Đây cái ống này để Ruby hút này. Đúng rồi. Khi nào nó tan ra mới hút. Cái ống này các bạn ạ, để khi nào nó chảy nước ra mình hút. Đây. Kem thanh long. Đây, kem kiwi. Wow. Lại đổi. Ôi à. Trời ơi em bé đổi nữa. Bà cầm kem quá trời á. Yeah. Yeah. Các bạn ơi, các bạn mà lười ăn trái cây á, các bạn có thể tự làm kem dày mình sẽ dễ ăn hơn ha. Các bạn nhỏ thì rất là lười ăn trái cây. Cái nào thích thì mới ăn thôi. Nên là mẹ Dương đã xay thịt tố ra làm kem luôn. Ngon không con? Ngon. Nội, em bé nói ngon. Biết nói rồi. Ruby dâu. Dâu á, trời ơi, ăn hết cái kem rồi còn no luôn nha Ruby. Đấy nhưng phải lấy cái kem nhỏ thôi. Bon nè. Ok. Cái kem dâu. Mama. Em bé mẹ Dương cũng chỉ cho cầm 2 cây vậy thôi chứ mẹ Dương không có cho em bé ăn hết 2 cây như vậy đâu. Vô, vô, vô. Cũng đi. Vô. Cái gì vậy?
hai chị em đang nói chuyện á các bạn ạ. À, mẹ Dương cũng không hiểu nói gì nữa. Mẹ em đang nói chuyện với chị á. Nói gì đúng rồi. Mình nhìn đo quên nhầm thì đo chú bị làm em. Bảo quậy là chủ yếu mà. Các bạn ơi, bạn Bunny chủ yếu là quậy thôi chứ ăn chỉ là phụ thôi. Yêu ơi, Ubi có dâu. Đúng rồi, Ubi có dâu. Muốn tâm sự với chị lắm nhưng mà chưa tâm sự được. Ngon, trời nghe nói chưa? Nga à, bố hình nghe nói nha. Các bạn nghe bé Bunny nói chưa? Ngon, ngon. Mắm vậy mắc cười quá các bạn. Trời ơi, ta dâu. Trời miệng Ruby toàn dâu các bạn ạ. À. Rồi, cảm ơn. Các bạn ơi, video của mẹ Dương với lại hai em hôm nay đến đây xin tạm dừng tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Phương Phương Channel. Bye bye.